Là tôi sợ muốn chết luôn đó. Là sáu đây mà. Đừng có nhìn bà con, đưa bà lái xe đây. Gì vậy thầy? Quen mà, thông cảm đi. Đừng có nói nhiều. Nói nữa tôi treo luôn cái bàn của anh đó. Để lên. Đưa thì đưa chứ, làm gì dữ vậy? Không có đem theo nữa. Thầy à, tôi giải thích nhiều lần lắm rồi. Hồi sáng tôi qua đem theo thôi, cho nên không có thẻ căn cước, cũng không có bằng lái xe. Không cần nghe nó nói, cứ diễn biên vô đi. Thưa thêm về cái tội gây trở ngại cảnh sát hành sự, không mang theo bằng lái xe nữa. Vừa phải thôi nha. Cái gì, không chịu nữa hả? Đây nè, chuyện gì vậy? Chú Sài à, hồi sáng tôi không đem theo bằng lái. Nhưng mà anh Sài mắc kiến này. Bên này nè. Anh Sài à, người mình mà, bỏ qua đi. Tôi không phải là không để chú Sài, nhưng mà cái thằng này nó cà chấn lắm. Tôi kêu nó đứng lại nó vẫn còn chạy, nó muốn đuôi với tôi hả? Nó còn nhỏ không biết chuyện gì đâu. Anh làm cũng lâu rồi mà, thông cảm cho nó lần đi. Cố chấp mang nhỏ làm gì chứ hả? Nè, nói xin lỗi thầy đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi nha. Chú Sài, tôi nể mặt chú đó. Ê, thằng kia, mai mốt đừng cà chấn nữa đó. Vậy đi, mai mốt cẩn thận nha hả? Nè, chú Sài à, tôi phục chú lắm nha. Thằng mất dịch này nè, mai mốt đừng làm vậy nữa nha. Nếu không, người ta không bên mày đâu. Yes, sir. Cô diễn hay lắm. Màn kế tiếp là phải tung cửa sổ vô đó. Cô thấy sao? Không có cái gì khó, nhưng mà cho tôi gọi điện thoại trước. Ok. Có gì không? Ok, về vào chỗ đi. Nè, thầy mày, xin lỗi nha, tôi tới trễ. Bây giờ mới tới hả? Sao không để mai tới luôn? Hồi sáng nó bị công lộ bắt về sở cảnh sát mà. À, xin lỗi nha. Anh khỏi cần giải thích. Nè, thăm mì à, bây giờ làm sao? Có nghĩa là diễn xuất hôm nay không có phần anh. Anh về nhà chờ tôi gọi đi. Nè, thăm mì, thăm mì. Nè, sát đồ bự. À, cô là... À, cô là Mỹ Châu hả? Phải men. Nè, có gì hồi nào vậy? Về lâu lắm rồi. Tới diện nhi đồng kiếm anh mà kiếm đâu có. Vậy à? Mỹ Châu chuẩn bị đi. Được rồi, anh chưa về phải không hả? Chờ tôi quay xong màn này chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện. Sure. Bày đặt đó tiếng Anh nữa chứ. Anh chuẩn bị đi, đừng nói nhiều quá. Chờ tôi nha. Trước đi, tôi qua làm việc. Chừng nào nghỉ việc hả? Chưa biết. Ê, anh về trước đi. Ok. Không có đụng đâu. Đẹp trai quá ha. Đừng nói chơi nha. Uống bia không đó? Sao cũng được hết. Anh ở một mình hả? Hey, từ ngày vào cô di viện lúc nào cũng chỉ ở một mình cả. Ba nuôi có tới kiếm anh hay không? Có anh sao không? Ở trên đời này à, chú Sài à, tốt với anh nhất đó mà. Cảm ơn. Ra ngoài cho mát đi. Tính như vậy mấy năm rồi mình đâu có gặp nhau hả? Có chứ, anh còn nhớ mấy năm trước nè. Chúng tôi còn ở trong coi như viện à, chờ người ta tới nhận gì nuôi. Phải rồi, nè anh có nhớ không, lúc đó chúng ta có biệt hiệu rất là oai phong. Nhớ hay sao không, gọi là thủ hùng song sát đó mà. Phải rồi. Lúc em còn nhỏ ai biết hay không đó hả, phá thiệt là phá thiệt. Vậy còn anh sao, anh cũng giống hệt như là Lumen, cái thằng nhỏ nào cũng sợ anh hết á. Nè, cháu còn nhớ cô Hoàng không? Nhớ chứ, quỷ kiếm sầu đó phải không hả, ai cũng ghét cổ lắm. À đúng rồi, thấy mặt cổ là ghét rồi đó.
Chúng tôi đã dùng nước tiểu qua tạt của nó nha. Hồi mấy ngày đó. Đúng rồi. Sau đó tụi mình còn bị hiệu trưởng phạt chúng mình rửa cầu nữa. Thiệt là xui xẻo ghê. Thì đúng rồi, rửa cầu tiểu mà. Còn cái thằng Cường Mập đó hả? Hay chà, em biết không, cả đủ lúc nó về tắm hả? Tụi anh dùng như thun à, bắn đít nó đó. Làm cho tụi nó phải khóc tới 3 ngày 3 đêm luôn. Đời lắm mà, thấy mặt là ghét liền. Nhớ lại lúc mình còn nhỏ thiệt là vui quá đi hả anh? Nè, Châu à, lúc đó ba của Châu rước Châu qua Mỹ rồi mà. Tại sao bây giờ còn ở đây? Đừng có nói nữa, em và ông tính không có hợp nhau. Em mới chào đời khắp chết má của em. Ông coi em giống như là kẻ thù vậy. Cũng tại vì bà con khuyên ổng thôi. Còn nếu không chắc ổng không rước em về đâu. Bây giờ thì đã khác, tại vì em đã lớn rồi. Em có thể tự kiếm ăn cho nên mới trở về Hồng Kông đi biểu diễn đặc kỹ. Thật là hay lắm, có chi khí. Làm vậy thủ hùng song sát à, chúng tôi sẽ tái xuất giang hồ ha. Đúng rồi, sẽ tái xuất giang hồ. Đi phải. Nè. Hey. 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 Yeah. Anh Sáu à, anh mới tới làm thì anh phải cẩn thận nha. Lát nữa anh và anh Mì, hai người ở bên kia chạy kiểu chữ thập. Xe tôi sẽ theo sau, nhưng mà nhất định phải cẩn thận nha, ok? Action! Làm cái gì kia vậy? Anh làm gì vậy chứ? Hồi nãy có nghe tôi nói không? Ai biểu anh phóng vậy chứ hả? Tôi thấy động tác này đẹp mà cho nên tôi làm thôi. Anh nắm quyền hay tôi nắm quyền đây hả? Tôi biểu anh làm sao phải làm vậy? Không làm thì nghỉ, không cần đâu. Thôi kệ đi mà, anh muốn làm cho đẹp chút thôi chứ có gì. Mai mốt còn làm vậy, đừng theo tôi làm ăn nha. Tính của anh là như vậy đó, đừng có để trong bụng nha. Được không? Được đó. Một lát sẽ có màn phóng xe, sẽ có người thế cô. Cô ngồi nghỉ đi. Ừ. Đạo diễn à, người thế cho cậu chưa tới. Làm cái gì đó, cả bữa chiều còn chưa thấy mặt nó. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Tôi không cần biết, kiếm ai thế đi kiếm đi. À, cái thằng hồi nãy qua bộ được đó, cho nó làm đi. Nó là tay mới mà. Tay mới thì tay mới, kêu nó thay áo đi. Có sao không? Không có gì. Anh làm được lắm. Cố gắng đi hả? Nè anh à, anh diễn được lắm đó. Tại mấy người chịu cho tôi làm thôi. Anh thiệt là thông minh quá chứ gì. Anh làm đẹp lắm, chừng nào dạy tôi làm đây. Chừng nào cũng được. Các anh em làm hết rồi, nâng ly đi. Cả ly. Tommy, mấy múc anh rất là lẹ tay. Đủ rồi. Cảm ơn đạo diễn nha. Đừng có nói chi xa, chẳng hạn như Sáu này, chạy xe rất là hay đó. May mắn mà thôi. Không phải may mắn đâu, uống với tôi nha. Được, uống. Anh còn trẻ có tương lai lắm à. Tommy à, cho nó làm nhiều một chút đi. Nè, Andy à, tại sao cứ chăm cho người ta uống hoài vậy chứ? Không còn mình nó lại không uống. Đúng rồi, Andy cũng phải uống đi chứ. Tôi uống nhưng mà anh Sáu phải uống chung với tôi mới được. Uống đi. Tại sao mấy anh uống vậy? Uống thì ai cũng phải uống hết chứ. Đó, uống đi. Nè anh Sáu à, đừng uống nữa mà, sai quá rồi. Sợ gì chứ, uống rượu thôi mà, đâu có sao chuyện nhỏ mà. Uống đi, uống nhiều chút nha, uống được. Nè, đây là cùng với cô. Được. Nè, anh này uống chưa hết nè, mau uống hết đi. Uống đi. Nè, uống đi. Sao ngồi không vậy? Nè, nè, uống đi. Ở đây đừng uống nữa mà. Em say rồi đó hả? Không có sao đâu mà. Uống đi mà, sợ gì chứ. Anh kêu người ta uống, còn anh không uống à? Thiệt là kỳ cục đó nha ha. Sao không uống? Uống đi mà. Ai nói tụi uống đi. Cổ uống đổ hết rồi nè, uống gì nữa chứ hả? Không được đâu. Sao à? Đưa cổ về trước đi. Đi. Để tôi đỡ cô đứng dậy cho. Anh đi được. Tôi không cần. Anh Sáu đưa về được rồi. Vậy tôi đưa cô về trước nha. Đi. Nặng quá. Để tôi vô lấy khăn đã. Anh ơi, đừng có để đây chơi đi.
À, chơi. À, bắt đầu nha. À, bắt đầu nha. 10, 20, 5. Eddie. Nè. Chuyện gì vậy? À không, tôi xuống dưới em mua đồ ăn sáng. Cảm ơn. Anh thích nghe nhạc lắm hả? Nhạc cái gì dễ hát lắm. Ồ phải, không có gì làm thì nghe nhạc. Anh thích đi chơi hả? Sáng đi. Châu cá không có độc đâu. Chắc là em hầu hạ ông tay quen rồi hả? Tôi về. Nè, người ta nói chơi tôi mà. Tôi biết, anh tưởng tôi là thứ gái tùy ý theo người ta về nhà ngủ chứ gì. Đồ bị hiểu lầm đó. Hơn nữa tối qua là tôi quyết định đưa cô về đây mà. Tôi đâu có nhớ, tại vì tôi uống sai quá. Chúng ta có làm cái gì sai không? Không. Đâu có chứ, anh thì tưởng tôi là người như vậy sao? Khờ quá, đưa tận tới nhà cũng không biết lợi dụng nữa. Cô nói gì? Tôi đi làm nha. Tối nay nhớ gọi tôi. Sao vậy? Không rảnh hả? Đâu phải. Ờ được. Không nha. Bye bye. Alo. Alo, anh Sáu đó hả? Ờ. Sammy nói là tất cả chúng ta tối nay xuống karaoke chơi nè, anh có đi hay không? Anh không đi đâu. Anh có hẹn với Andy rồi. Đi cái khác nha. Vậy hả? Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Emmy, happy birthday to you. Cảm ơn anh. Thôi ăn cày đi. Ờ được. Ây cha, thôi hết nước miếng vào làm sao mà ăn đây chứ, thiệt là không ta gì hết. Bánh có đẹp không vậy? Dạ đẹp. Anh lựa đó nha. Cảm ơn anh nha. Anh uống cái gì không? Thôi hôm nay là ngày vui vẻ nhất mà, đừng có hỏi nữa, uống bia đi. Uống bia chơi hả? Em đi uống gì không? Được rồi, cảm ơn. Ok, vậy thì em dành uống bia. Phải uống rồi nha. Ôi chà, ôi chà, cái này sáng chói quá ha. Cái này được ở bên Mỹ đó hả? Lợi hại quá. Đâu có cái gì đâu. Nè nè, vậy có quay hay không? Em cầm còn quay hơn anh nhiều lắm. Vậy sao? Ê, cảm ơn. Nè, cái này là gì vậy? Cái này hả? Lúc mà thi đua ở Chicago em được giải này đó. Tôi đi về nha. Sao vậy? Sao về mau vậy? Nói ai lại đây chúc sinh nhật cho cháu đó mà. Bây giờ em không muốn đi nữa, em muốn đi về. À, anh Sáu à, hay là như vậy đi nha. Nếu mà anh và cổ có chuyện gì đi không được thì anh cứ về trước đi, khỏi lo cho em nữa. Không được, chúng tôi là bạn thân mà, tối nay phải ở đây chúc sinh nhật cho cháu chứ. Không có sao đâu mà, cứ chờ khi khác đi. Không được, tối nay phải. Anh Sáu, anh có đi không? Em muốn về về trước đi. Cái gì?
Anh nói chuyện với tôi vậy hả? Thì đúng rồi, anh cần phải lại đây chúc sinh nhật cho Châu đó mà. Anh Sáu à, anh cứ đi về với Annie đi. Đi đi anh. Mà kệ cổ lúc nào cũng vậy cả. Anh nói cái gì chứ? Không phải sao, em coi anh là thằng đuôi hay sao chứ? Chở anh đi đâu á là anh đi đâu, đi tay là đi tay, không bao giờ nghĩ tới cảm nghĩ của anh cả. Vậy anh bất mãn lắm phải không? Đúng, bây giờ tôi rất là bất mãn. Tôi là con trai mà, tôi có chủ kiến chứ. Anh có chủ kiến hả? Nếu anh có chủ kiến cần gì để cho người ta hô hét anh chứ? Anh làm còn hơn Tammy, nhưng lại mốt của người ta không làm được gì hết á. Đúng vậy. Vậy sao? Nếu cô cho rằng tôi làm có mất mặt á, đừng theo tôi nữa nha. Đi theo mấy người ở Đại Minh Tinh đi. Được, anh được hối hận nha. Annie, Annie hả? Anh Sáu, anh mau đi theo Annie đi anh. Đi đi anh. Anh làm gì vậy chứ hả? Tốc độ và thời gian không ăn rơi chút nào. Cũng may làm cho lái xe hàng nhanh tay đó. Nếu không cả người lấn xe không còn nữa đâu. Tôi đâu có ngờ có người xong ta chứ. Lỡ xảy ra tai nạn thì sao đi? Cái gì là tai nạn? Tai nạn là ai cũng không ngờ mới là tai nạn. Đừng tưởng đạo diễn thích anh làm tới nha. Có chuyện gì tao gánh không phải là anh gánh đâu. Nếu có chuyện tao gánh cho. Mày theo tao làm mày phải nghe tao. Nếu không mày theo người khác đi. Sao mà chú sai? Sao mày không làm ra cũng không cho tao biết chứ? Thiệt là nếu hôm qua tao không đi kiếm mày tao còn chưa biết mày nữa. Tại vì không muốn chú lo thôi. Làm ra không tốt hay sao? Tại sao đi đặt kỹ? Chỗ đó không thích hợp với cháu đâu mà. Chú biết không? Làm lâu rồi sẽ quen. Cháu không thích làm mà. Làm đâu được vui vẻ đâu. Bây giờ mày muốn dùng mạng thế hả? Chú sai à, làm đặt kỹ cũng như đàng hoàng thôi. Hơn nữa cho làm mấy cái này à, thấy rất là thoải mái. Rủi mày xảy ra chuyện gì tao làm sao ăn nói ông già mày đây chứ mày. Làm nghề gì cũng có nguy hiểm cả. Miễn là mình cẩn thận thì thôi. Hơn nữa cháu rất tự tin ở kỹ thuật của cháu lắm mà. Thôi được, mày đừng nói nhiều nha. Mày làm tức đi rồi từ chức đi. Đừng ép cháu nha. Bà mà ép mày à, mày biết tại sao ông già mày chết không vậy? Cũng như là mày vậy đó. Hả? Tự xưng là anh hùng, tưởng vậy xe hay lắm sao? Cho nên mới đua với thằng du côn du đảng. Thôi đừng có nói nữa, cháu không muốn nghe đâu. Mày không kêu tao thằng ba nuôi thì mới từ chức đi. Chứ không phải là ba cháu đâu, không có việc nói. Không phải. Tao không phải là ba của mày. Được. Mai mốt có chuyện gì mày đừng kiếm tao nữa nha. Cái màn này á, tôi muốn làm hấp dẫn một chút. Này, chúng ta sẽ đốt mấy căn xăng ở đây, lăn qua hai chiếc xe. Còn ở đây có hai chiếc xe đang đua. Một chiếc á, thì phóng vô trong nhà ở đây. Căn nhà bị nổ rồi thì chạy ra từ từ phía khác. Thế nào, làm nổi không? Không được, rất là nguy hiểm. Nếu rủi mày làm không tốt đó hả, thì cả xe và người đều nổ tung cả. Tôi cũng biết mấy màn này hơi nguy hiểm. Nếu mấy anh chịu làm sẽ trả thêm lương mà. Như vậy chẳng khác nào là thí mạng. Tôi tự tin tôi làm được. Mày điên rồi à? Đúng rồi, tay chân thằng Sáu nó cũng lên lẹ lắm. Tôi chắc là nó làm được. Quyết định làm đi. Mày đừng có điên nha. Mày vô nghề bao lâu rồi? Diễn như vậy thiếu kinh nghiệm là chết ngay đó. Mày đừng có tưởng là tay chân mày lên lẹ thì nghe người ta xúi bậy xúi bạ. Có nhiều cái mày còn chưa biết đó. Muốn trổ tài hả? Đi chỗ khác đi, đừng có ở đây hai anh em nữa. Tao nhìn mày lâu rồi nha. Mạng là mạng của tao. Mày mặc kệ tao. Anh Sáu à? Tôi khuyên anh, anh đã quyết định rồi. Anh Sáu, cái này không phải là giỡn chơi đâu. Em đã có nghiên cứu với Tammy rồi. Tỷ lệ thành công chỉ có được 20% thôi. 20% còn hơn là không có. Nói như vậy là muốn thí mạng hay sao? Có làm còn hơn không mà. Tội tình cái gì chứ. Nếu mà anh làm được thì sao? Tammy sẽ đi theo anh à? Anh đừng có khờ dại quá. Nó chỉ giỡn chơi với anh thôi. Đừng nhắc tới nó nữa. Em biết mà. Anh nghĩ rằng bây giờ ai cũng khinh thường anh và không có nể nang anh. Anh muốn trổ tài cho người ta coi chứ gì. Nhưng mà làm như vậy nguy hiểm lắm, đâu có đáng cái gì đâu anh. Cháu đương nhiên là không đáng rồi. Tại vì ba cháu ở bên Mỹ giàu có lắm mà, phải không? Cháu đây trời sáng rồi có thể về bởi nó kiếm ổn. Bằng không á thì đi lấy cháu. Còn anh thì sao? Anh đâu có gì đâu, cũng không có thân nhân, không có học thức. Từ nhỏ tới lớn người ta chỉ coi anh là một thằng lưu manh mà thôi. Lúc mười mấy tuổi anh không có tiền. Anh đi đua xe lậu, mục đích là kiếm tiền. Đụng xe bị thương rồi thì sao đây? Đâu có ai lo cho anh đâu, đâu có ai lo chứ hả? Lỡ nên mẹ thương còn hơn là nằm ở nhà mà, phải không? Được. Chú xài kiếm việc làm cho anh, nó làm trong gara thôi. Đâu có tương lai gì đâu chứ, em nói đi. Cũng là bị người ta hét như con chó vậy thôi. Anh đâu có muốn gì. Muốn làm đặc kỹ thôi mà. Nhưng mà cuối cùng cũng phải cãi lộn với chú xài. Và bị bà gái khinh thường nữa. Ai cũng khinh thường tôi cả. Tại sao vậy? Tôi là người mà, tôi không có tự ái vậy. Sao vậy tôi làm vậy? Không phải là để lấy tiếng đâu nha. Chỉ muốn cho người ta biết giá trị của tôi thôi. Bộ anh không có sợ chết hả? Lần này dù phải chết, tôi vẫn phải làm.
Được, vậy em sẽ cùng làm với anh. Anh nên nhớ rằng động tác này thì cần phải có hai người làm mới được. Em làm vậy cũng có nguy hiểm đó nha. Nếu mà so với anh thì đâu có gì đáng kể. Hơn nữa em muốn chứng minh cho anh coi là em diễn đạt kỹ, không phải là làm cho vui chơi. Xin lỗi nha, hồi nãy anh. Được rồi, từ nhỏ cho tới lớn chúng ta cũng rất hiểu nhau. Không lẽ anh có chuyện gì mà em không giúp cho anh sao? Cẩn thận nha. Nè anh bạn à, biết là Sáu ở đâu không? Nè Sáu à, có người kiếm anh kìa. Chú Sài. Chú Sài. Chú Sài. Ừ. Chuyện của con là Mỹ Châu nó hết anh ba nghe rồi. Ba không phải là người chuyên quyền đâu. Làm gì cũng vậy cả, cũng phải tận sức mình làm. Chú tới đây khích lệ cháu. Tất cả những người có tham gia chuẩn bị. Action! Anh Hùng, bây giờ làm sao đi? Xảy ra chuyện như vậy, nó là không muốn đâu. Tôi đã có dặn nó đừng có làm mẫu rồi, nó không chịu nghe tôi. Mày chết mày thì thôi, đừng có hại luôn người ta nữa. Hey, đúng rồi, hại bạn bè đi. Nè, ở đây là nhà thương thôi mà, đừng có nói nhiều nữa hả? À, sao à? Đi ra ngoài lát đi nha. Hả? À. Nghe chú Xài nói đi, đi ra đi. Hả? Cháu đừng có lo. Chú ở đây mà, đi đi. Đi đi. Giúp được con đâu, cũng không có lo cho con. Lúc con mới chào được,
đành lòng cho con làm cô nhi, không có ai lo cho con, cho nên con rất là ghét ngài. Nhưng mà lần này xin ngài giúp con một chuyện đi, xin ngài cứu Mỹ Châu đi. Tất cả mọi việc đều là tại con cả, không phải tại Mỹ Châu đâu. Con đã liên lụy cô, tại sao con không bị thương, cô lại bị thương. Con xin ngài, xin giúp Mỹ Châu thoát khỏi nguy hiểm đi. À, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Châu, Châu. Anh Sáu, chú sai. Cháu thấy sao? Xin lỗi, đã làm cho anh và chú lo cho cháu. Nếu em nói xin lỗi nữa, anh và ông không tới thăm em nữa đâu. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói em sắp sửa khỏe lại rồi. Ờ, phải không hả chú sai? Phải. Thôi anh đừng có giấu em nữa, tại vì anh là người thật thà lắm mà. Anh nói thật cho em nghe đi, em có thể chịu được. Chú Sài, chú nói cho cháu nghe đi. Anh Châu à, anh cháu hãy bình tĩnh đi. Hồi nãy bác sĩ nói từ nay về sau cháu không thể đi xe gắn máy được nữa đâu. Cháu à, xin lỗi nha, vì anh liều lị em. Đâu có phải tại anh, cái này chỉ là tai nạn thôi mà. Anh xin lỗi nghe anh Sáu, em chưa có giúp cho anh được hoàn thành tâm nguyện của anh. Anh đi lên kỹ, anh đi lên kỹ. Anh phải ráng chứng minh cho người ta coi là anh có thể làm được. Anh đừng có bỏ cuộc, anh nhớ nha anh. Chơi đủ chưa hả? Động tác này đâu có khó đâu, tại sao lại như vậy? Xin lỗi nha. Làm lại. Như vậy làm mười mấy lần vẫn chưa được, có phải nó làm ăn không? Phim mất tiền lắm đó. Đạo diễn à, xin lỗi nha, có lẽ hôm nay anh không khỏe. Thôi đi, nghỉ không có quay nữa. Mai tôi phải qua Đài Loan mấy ngày, chờ tôi về kiếm anh nha. Còn cái màn cuối cùng thì anh nghỉ lại coi đi. Đại ca, vậy anh vừa ý chưa? Anh làm cho tôi mất mặt quá đi. Xin lỗi nha. Anh nói xin lỗi với tôi làm gì chứ? Anh phải cố gắng làm đi. Nói thật nha, trong số các anh em, anh là người làm hay nhất. Nhưng mà bây giờ anh giống như cục đất, còn làm được gì nữa chứ? Tôi biết là vì chuyện của em này, nhưng mà chuyện đã lỡ xảy ra rồi. Nếu mà anh như vậy sẽ mất hết tương lai đó. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Thank you.
Châu. Anh Sáu. Tặng em nè. Cảm ơn anh nha, đẹp quá. Anh em đi cắm nha. Dạ cảm ơn anh. Bữa nay anh không có đi làm hả? Hôm nay thấy sao? Em đã khỏe lại nhiều lắm rồi. Hồi nãy bác sĩ có nói với em là chân của em còn có hy vọng lắm. Thiệt hả? Ừ. Nhưng mà phải qua bên Mỹ mới điều trị được. Vậy tốt quá. Chờ chân của em khỏe lại rồi thì chúng ta sẽ làm chung với nhau nữa hả anh? Có chuyện gì đó? Anh không muốn làm đặc kỹ nữa. Sao vậy? Vì anh đã không còn tự tin nữa rồi. Những động tác mà đơn giản nhất anh cũng làm không được. Tại sao vậy anh? Anh đêm nào cũng nằm ác mộng. Anh thấy em bị anh đụng chết, anh sợ lắm. Đâu có phải là thật đâu, chỉ là nằm mơ thôi. Không phải đâu Châu à. Hôm anh ngồi lên chiếc xe là anh nhớ lại lúc mà em bị thương. Anh không có cách nào tập trung tinh thần được. Những động tác đơn giản nhất anh làm cũng không được. Nè anh à, tất cả những chuyện đó đã qua rồi. Em cũng đã khỏe lại gần hết. Anh đừng có để trong bụng nữa. Sao cũng được. Nhưng mà anh không làm đặc kỹ nữa đâu. Anh đã hết tương lai rồi. Nè anh à, em được khuyên anh nữa. Giờ anh về nha. Anh nằm dưỡng sức đi. Anh Sáu. Anh Sáu. Anh Sáu à. Tommy hỏi anh tại sao không tới họp. Anh muốn làm nữa hay không? Mỹ Châu xuất hiện rồi, kêu anh liên lạc với cô. Chú Sài gọi anh, hỏi anh ở đâu, kêu anh liên lạc với ổng. Chị nhà rồi hả? Mấy ngày nay đâu vậy? Chú kiếm cháu gọi cái máy ở gần bể luôn. Nhưng cháu nói hết chuyện này cho chú nghe rồi. Ai, chú không biết mà. Tai nạn hôm đó làm cháu đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cháu còn trẻ bị té thì đứng dậy thôi mà. Hả? Cháu đâm ra chán nản vậy đâu có được đâu chứ. Ráng lên đi, làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu à? Cô được hay sao chứ? Bây giờ cháu ngồi lên xe chạy mau một chút à, cũng thấy rung nữa kìa. Cháu đâu làm được cái gì nữa đâu. Cháu đã hết tương lai rồi. Cháu nói gì? Năm nay cháu mấy tuổi hả? Chưa gì nói hết hy vọng rồi à? Tại sao bây giờ cháu khác như vậy hả? Lúc cháu còn nhỏ à, đánh lộn với người ta, bị đánh gần chết à, cũng không đầu hàng nữa kìa. Má thiệt là đua xe người ta, chiếc xe bị đụng hư hết rồi, cháu không gì thua nữa mà. Chủ nghĩa anh hùng của cô và cái lòng tự tin của cháu đâu rồi hả? Chú còn nhớ rằng lúc mà cháu chưa có chết, ở cùng đi ở tuần với chú, hễ mà thấy ai phóng xe chắc chắn là ruột thiều. Dù là ruột thiều tới đâu cũng vậy cả, không bao giờ chịu bỏ qua. Cháu biết tại sao không? Vì ảnh có nói với chú là lúc ảnh đuổi theo người ta là có tinh thần và mục tiêu, nhất định nó phải chặn lại được, nhất định phải chặn được mới thôi. Cháu là con của ổng mà, tại sao không nói gương ổng chứ hả? Xin đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Tại cháu từ biết lắm mà, không ai giúp được cháu đâu. Cháu à, sao mà
Nè nè, nè có sao vậy? Hả? Con có sao vậy? Hả? Chú Trai, thì ra là chú hả? Vậy là chú đó. Tại sao chú làm vậy? Thiếu chú là chết rồi. Cũng tốt chứ, vì đã chứng minh nữ chúa cái lòng mà tự tin như vậy đó mà. Bị tráng đâu có sao đâu. Cần gì phải làm vậy? Thôi. Cháu không thấy rồi. Thôi. Hồi nãy tay chân của cháu vẫn còn lạnh lẽ lắm mà. Nè, nghe chú nói đi. Làm thử một lần hả? Nhưng mà cháu sẽ làm được. Anh Châu à, hôm nay thế sao? Đâu có gì đâu. Anh ngồi chơi nha. Hay được rồi, đều là người mình mà. Hả Châu à, có cái gì cần chú làm không? Dạ cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà ở trong phòng sách còn có sách chưa có lấy ra đó. Nè, em ở đây nha, để anh lấy cho. Dì cảm ơn anh nhiều. Hay, thiệt là tốt quá. Cháu à, cháu sắp về Mỹ rồi mà. Không biết chừng nào gì đây nữa. Không biết chừng nào gặp lại. Sao vừa quá vậy? Thì em định mua cho anh bận đó mà. Màn diễn cuối cùng em mong là sẽ mặc nó. Em yên tâm đi. Quay xong phim này, anh muốn ai đi qua Mỹ chơi với em? Em chịu dẫn anh đi chơi hay không vậy? Đâu có sao. Lúc đó em sẽ bao luôn anh ăn dở có được không? Thiệt vậy à, anh phải đi nha. Thiệt mà. Nói luôn à bệnh. Đừng có gì không công nữa. Sao à? Làm được không? À được, không sao. Cẩn thận nha. Nè, thằng Sáu đâu? Anh ở bên kia. Anh Sáu. Anh Sáu à? Châu. Anh có tự tin hay không? Cố gắng làm đi nha. Annie, bây giờ đỡ nhiều rồi hả? Dạ phải. Lần này anh thấy cho em làm chung với anh Sáu hả? Cảm ơn anh nhiều. Đừng có nói vậy. Chú Sài nói đúng đó. Chúng tôi không muốn cho thằng Sáu bị người ta khinh thường. Nói sao cũng được. Tôi rất là cảm ơn anh. Đừng nói nhiều nữa. Qua chuẩn bị đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
闯祸，那一刻心想非我不可。后人未变过，暗暗也有怒火，内幕实在看不清楚。但举手喊些口号，话披荆斩棘都去，那错过今天都会这样傻。从来没为了某人令